Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Lãng phí tài sản công gây bức xúc trong dư luận và tổn thất trong ngân sách nhà nước. Nhân lên những tấm lòng nhân ái. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban, sở ngành và lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hội Hợp luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, là điểm sáng của tỉnh và thành phố trong nhiều lĩnh vực. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, vùng thuần nông xưa đã lột xác trở thành một đô thị trẻ với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 12 trên 12 khu dân cư đều có các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với 38 câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao. Năm 2024, toàn phường có 98,4% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 12 trên 12 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Hội Hợp là địa phương triển khai và duy trì phố đi bộ An Bình trở thành không gian văn hóa đặc sắc trên địa bàn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%. Phường Hội Hợp cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh xây dựng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị và các mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. 3-0, không cờ bạc, không ma túy, không tín dụng đen. Mặt trận Tổ quốc phường Hội Hợp với việc hiếu văn minh và phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Phấn khởi khi về dự ngày hội với cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hội Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, việc tổ chức ngày hội là nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Ghi nhận những kết quả nổi bật của phường Hội Hợp đạt được thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, các phong trào cuộc vận động của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đề nghị phường Hội Hợp tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta. Xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên, ấm no hạnh phúc và giàu đẹp là để cho chính chúng ta hưởng thụ. Vì vậy, tôi xin đề nghị và mong muốn bà con hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng các khu dân cư trong phường Hội Hợp của chúng ta cũng như của tất cả khu dân cư trong toàn thành phố Vĩnh Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang phường Hội Hợp của thành phố Vĩnh Yên anh hùng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đã tặng bằng khen của Bộ Công an cho phường Hội Hợp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, trao tặng cờ thi đua và bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ phường Hội Hợp và hai cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2019-2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã trao tặng 20 phần quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường Hội Hợp. Trong chương trình tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hội Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu đã tham quan phố đi bộ An Bình, không gian văn hóa đặc sắc, điểm nhấn của đô thị phường Hội Hợp và thành phố Vĩnh Yên. Sáng nay, đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhân dân tổ dân phố Nhân Vực, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban ngành và huyện ủy Bình Xuyên. Ngay từ sáng sớm, đông đảo nhân dân tổ dân phố Nhân Vực đã tập trung về nhà văn hóa để tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong không khí đoàn kết vui tươi, những câu hát, điệu nhảy, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đổi mới do chính nhân dân thể hiện. Với trên 300 hộ dân, trong đó hơn 90% hộ làm nghề trồng hoa, nhân dân tổ dân phố Nhân Vực đã đoàn kết chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2024, tổ dân phố không còn hộ nghèo, 96,4% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 55 đến 60 triệu đồng một người một năm. Nhân dân trong tổ dân phố luôn hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Phát biểu chung vui tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lương Đức Minh ghi nhận và đánh giá cao kết quả tổ dân phố Nhân Vực đạt được và đề nghị chi bộ, ban công tác mặt trận tổ dân phố cùng các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, lãng phí tài nguyên, lãng phí tài sản công là một vấn đề gây bức xúc trong dư luận hiện nay. Những công trình xây dựng dở dang, cơ sở vật chất không được sử dụng đúng mục đích đã gây ra nhiều tổn thất cho ngân sách nhà nước. Trung tâm văn hóa tỉnh cũ và trung tâm phát hành phim Rạp 19 tháng 5 có tổng diện tích hơn 4.400 m² tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên đã không được sử dụng trong một thời gian dài, làm cho cơ sở vật chất hoang tàn, đổ nát. Đặc biệt khu vực này được coi là đất vàng của trung tâm thành phố với các hoạt động buôn bán sầm uất. Hiện nay là có 69 cơ sở dôi dư và sắp xếp xử lý đối với 10 cơ sở dôi dư do trung ương quản lý được chuyển về cho tỉnh. Từ hệ lụy mà lãng phí tài nguyên thiên nhiên, lãng phí tài sản công gây ra, người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, phòng chống lãng phí phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và với nhiều giải pháp hữu hiệu. Đặc biệt là cần thống nhất nhận thức đấu tranh phòng chống lãng phí là cuộc chiến chống giặc nội xâm, đầy cam go, phức tạp, là một phần của cuộc đấu tranh giai cấp, có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông điệp về chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm đang được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nhận diện lại toàn bộ các dự án trên địa bàn. Những cái dự án mà chưa triển khai, các vướng mắc là một cái nguồn lực chúng ta cần phải giải phóng. Không thì đây báo cáo đồng chí là nguồn lực của nhà đầu tư thì cũng vay ngân hàng. Rồi khi mà giao dự án mà không triển khai được thì lãng phí nguồn lực. Đất đai là một tư liệu sản xuất rất là lớn. Rồi chưa kể cái tác động xã hội của những người dân bị thu hồi giải phóng mặt bằng không đi vào triển khai thì lấn chiếm lại, có ý kiến kiện khiếu nại vấn đề xã hội, vấn đề trật tự an ninh cũng xuất hiện. Chống lãng phí đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới cấp bách, có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhưng lãng phí chỉ có thể được khắc phục khi các cấp quản lý thực sự thức tỉnh lại sau thời gian dài ngủ yên trong cách thức sử dụng, quản lý các nguồn lực trong toàn xã hội và chỉ ra được địa chỉ chịu trách nhiệm đối với các công trình dự án, tài sản công đang tồn tại sự lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và các chương trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên sẽ tạo sức lan tỏa trong nhân dân, cùng chung sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, ghi nhận tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch. Khuôn viên nhà văn hóa được mở rộng, những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp được hình thành bởi tinh thần đoàn kết của nhân dân.
gia đình đảng viên Nguyễn Ngọc Minh, chi bộ thôn Gò Giềng đã hiến hơn 200 mét vuông đất làm đường giao thông, mở rộng nhà văn hóa thôn. Chương trình xây dựng nông thôn mới thì gia đình tôi là luôn luôn chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn thông minh. Gia đình tôi đã hiến cho nhà nước là 215 mét vuông là đường liên xã, đường tỉnh, đường to, và ngoài ra là còn rất nhiều hiến đất cho đường nội đồng phục vụ nhân dân sản xuất. Cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể xã Thái Hòa đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trước khi vận động nhân dân, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện trước. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thì trước khi trong nhân dân mà có chuẩn bị những công việc lớn về xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân là phải chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, và cái thứ hai nữa là phải bàn với nhân dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân cuối cùng là dân được thụ hưởng, cho nhân dân là rất đồng tình ủng hộ để xây dựng nông thôn mới tới nơi thôn Hòa Giềng đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Với tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo sức lan tỏa, huy động sức dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, làm diện mạo quê hương Thái Hòa thay đổi toàn diện, đời sống nhân dân được nâng cao. Vận động nhân dân rất là đổi mới và quy tụ được nhiều cái sự tham gia của người dân để tham gia chung các cái phong trào, ví dụ như là vận động nhân dân đóng góp tiền, để đóng góp hiến đất để làm đường giao thông, rồi là tập trung vào xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh. Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên sẽ tạo sức lan tỏa trong nhân dân cùng chung sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Đó cũng là nền tảng để xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, từ mỗi chi bộ, đảng viên. Để giúp học sinh lớp 12 có lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường và nhu cầu lao động của xã hội, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh ngay khi mới bước vào lớp 10 trung học phổ thông, để từ đó giúp các em có sự lựa chọn đúng đắn các khối, ngành học phù hợp với năng lực sở trường của bản thân. Đây là tiết học ngoại khóa có chủ đề định hướng nghề nghiệp cho tương lai, được cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, trường trung học phổ thông Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường chuẩn bị kỹ lưỡng từ hình ảnh, dẫn chứng minh họa sinh động về hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh và cả nước. Căn cứ vào tâm tư, nguyện vọng, năng lực sở trường của từng em học sinh mà cô Ngọc đưa ra gợi ý tư vấn, hướng nghiệp phù hợp với từng em. Trên cơ sở đó sẽ giúp các em học sinh có nhận thức đúng và có quyết định sáng suốt khi lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn đó rồi, thì chúng tôi sẽ định hướng cho học sinh là gì ạ? Dù em chọn ngành nghề gì, nó cũng phải phù hợp với năng lực của bản thân mình. Cái thứ hai là sở thích của mình. Bao giờ cũng chọn nghề trên cơ sở là gì ạ? Cái sở thích của em muốn làm gì thì mình mới có thể yêu cái nghề đấy cả đời được, và mình mới có thể sống với cái nghề đấy, gắn bó với cái nghề đấy suốt trong những năm tháng cuộc đời sau này. Ngay từ đầu năm học lớp 10, em Phùng Thị Kim Cúc đã lựa chọn theo đuổi khối A01 với 3 môn toán, vật lý, tiếng Anh để theo đuổi ước mơ trở thành phiên dịch viên tiếng Anh trong tương lai. Em nghĩ là việc học được bộ môn ngoại ngữ là vô cùng cần thiết, bởi vì tỉnh Vĩnh Phúc của chúng ta hiện nay thì đang thu hút rất nhiều các doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước đến để đầu tư, cho nên là việc thông thạo ngoại ngữ là một điều vô cùng cần thiết. Đó sẽ là thế mạnh của các bạn khi mà trên con đường tìm kiếm cơ hội việc làm. Chúng em đều là những bạn học sinh cấp 3 thôi, và chúng em chưa thể nào có được những cái kiến thức đầy đủ về việc là sau này nghề nghiệp nào hay là hướng đi nào sẽ là phù hợp với bản thân mình. Và thầy cô giáo thì sẽ là những người hiểu rõ nhất về mỗi bạn học sinh, là bạn ấy sẽ phù hợp với việc là sẽ đi học tiếp hay là sẽ hướng sang việc là đi học nghề và đi làm. Cho nên là mỗi bạn sẽ có một hướng đi riêng, thì cái việc mà được tư vấn cũng như là được định hướng từ sớm, từ ngay năm lớp 10 đó thì sẽ là một điều rất là cần thiết. Nhằm nâng cao công tác tư vấn, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các nhà trường trung học phổ thông chủ động phối hợp với các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu của tư vấn hướng nghiệp tới giáo viên, phụ huynh và học sinh.
đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tư vấn hướng nghiệp, phát triển bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp. Theo các chuyên gia, tư vấn hướng nghiệp sớm sẽ giúp các em tự tin lựa chọn theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp sau tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng tỷ lệ thành công trong tương lai khi chọn đúng nghề theo học. Với xã hội, sẽ giảm thiểu tình trạng mất cân đối nhân lực trong thị trường lao động, giảm nguy cơ khan hiếm hoặc dư thừa lực lượng lao động từng ngành nghề, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với mục tiêu lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng, sáng nay, câu lạc bộ Runners huyện Yên Lạc tổ chức giải chạy đồng hành với sự tham gia của hàng trăm vận động viên, những người yêu thích chạy bộ đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đến nay, sau một năm được thành lập, câu lạc bộ Runners huyện Yên Lạc đã quy tụ hơn 80 thành viên cùng chung niềm đam mê yêu thích chạy bộ. Các buổi chạy được câu lạc bộ tổ chức đều đặn vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Cùng với đó, các thành viên câu lạc bộ đều tích cực tham gia các giải chạy trong và ngoài tỉnh, đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Mục đích của câu lạc bộ ra đời là để gắn kết người yêu chạy bộ, nâng cao sức khỏe để mà lấy tinh thần để làm việc và học tập và lan tỏa tình yêu của những người chạy bộ trong khu vực Yên Lạc nói chung và ở của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Thương hiệu Xuân Gia Gua chúng tôi thì cũng đã tài trợ rất nhiều giải chạy. Trong thời gian này chúng tôi muốn tài trợ các giải chạy ở Vĩnh Phúc là mục tiêu là mong muốn là người dân sẽ nâng cao sức khỏe. Trong quá trình chạy này chúng tôi muốn lan tỏa đến mọi người biết đến cái du lịch của Vĩnh Phúc. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia chạy đồng hành cự ly 5 km xuất phát từ sân vận động huyện Yên Lạc, lần lượt chạy qua các điểm thuộc khu vực trung tâm thị trấn Yên Lạc và kết thúc tại sân vận động huyện. Trong khuôn khổ chương trình, các vận động viên còn tham gia vào phần thi cặp đôi hoàn hảo với việc tham gia thi đấu chạy 8 vòng quanh sân vận động. Vừa chạy 5 km về, chúng tôi cảm thấy là tinh thần rất là thoải mái và mong là những người dân của chúng ta sẽ tiếp tục tham gia những cái phong trào giải chạy như này. Tham gia giải chạy này thì chúng tôi cảm thấy là rất là vui cũng như là phấn khởi vì đã được tham gia vào một hoạt động sức khỏe lành mạnh cũng như là tham gia vào cái chương trình mà kỷ niệm một năm thành lập của chi nhánh Yên Lạc. Và hy vọng rằng là qua cái hoạt động thể dục thể thao này thì cũng lan tỏa tới cộng đồng cũng như là những người đam mê chạy bộ trong địa bàn của huyện Yên Lạc cũng như là tỉnh Vĩnh Phúc. Giải chạy đồng hành do câu lạc bộ Runners huyện Yên Lạc tổ chức không chỉ mang đến sân chơi bổ ích, gắn kết giữa các thành viên trong câu lạc bộ mà còn lan tỏa phong trào chạy bộ đường dài, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng huyện Yên Lạc nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Với mong muốn lan tỏa những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, từ nhiều năm nay, Hội Từ Thiện Hồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên đã duy trì hoạt động phát gạo miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội Từ Thiện Hồng Tâm. Đã 10 năm nay, đều đặn vào ngày mùng 10 hàng tháng, các thành viên của Hội Từ Thiện Hồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên duy trì hoạt động phát gạo miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Không chỉ đơn giản là những món quà, hoạt động đầy tính nhân văn này của hội còn mang theo thông điệp về tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần nhân lên những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng. Hội cho gạo từ năm 2019 đến nay là 5 năm rồi. Trước thì cũng vất vả được 10 phần, như từ lúc nhận được gạo của hội thì cũng đỡ được 50%. Từ thiện Hồng Tâm có quan tâm đến mẹ con nhà cháu, để mẹ con nhà cháu có chi tiêu hàng ngày, hàng tháng. Thì tôi cũng cảm ơn Hội Từ Thiện Hồng Tâm để đồng hành cùng mẹ con nhà cháu, mẹ bà cháu nhà tôi để mà có chi phí hàng tháng. Được thành lập từ tháng 1 năm 2015 với 12 thành viên, đến nay hội đã có trên 100 hội viên. Với nguồn kinh phí hoàn toàn từ việc đóng góp tự nguyện của các hội viên, mỗi tháng, Hội Từ Thiện Hồng Tâm phát trên 700 kg gạo cho 70 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng tôi làm thì theo cái tôn chỉ, mục đích là tôn chỉ là phải tự nguyện, cái thứ hai là tâm thiện, cái thứ ba là nhiệt tình, cái thứ tư là công khai, cái thứ năm là dân chủ và đúng pháp luật. Về mục đích của hội ấy, đề ra là
mang tính nhân văn, bởi mỗi lần thiện nguyện một cái công việc gì đó tới những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh thì đoàn và hội chúng tôi là rất hoan hỉ. Không chỉ là phát gạo miễn phí, các hội viên trong hội từ thiện Hồng Tâm còn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động từ thiện khác như mô hình tủ quần áo, dư cho cần đến lấy, bình nước miễn phí, trao quà cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, phát bánh chưng cho bệnh nhân nghèo, chung tay ủng hộ đồng bào ảnh hưởng lũ lụt. Những việc làm ý nghĩa của hội từ thiện Hồng Tâm thành phố Vĩnh Yên đã trở thành cánh tay nối dài những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, người bất hạnh trên địa bàn, góp phần thắp sáng niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.